tin thể thao hôm nay, ngày 29 tháng 7 sẽ có: đoàn thể thao Nhật Bản liên tiếp giành 3 huy chương vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ hai để bứt tốc lên ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024. 4 phút bước lên thảm đấu ở Olympic là kết quả 15 năm đầy cố gắng của Hoàng Thị Tình. Dù đã thua, ý chí vươn lên mạnh mẽ của cô gái người gốc Như Sơn Thanh Hóa thực sự đáng ghi nhận. Vận động viên 14 tuổi Koko Yoshizawa đã mang huy chương vàng Olympic Paris 2024 về cho Nhật Bản tại bộ môn trượt ván hạng mục đường phố nữ. Gần 200 vận động viên tham dự giải du lịch quần vợt tỉnh Đồng Nai mở rộng năm 2024. Hà Nội FC chiêu mộ thành công nhà du lịch SEA Games 31. Real Madrid đang âm thầm ký hợp đồng với bạn thân của Jude Bellingham. Kền ngư 20 tuổi tuyên bố giải nghệ ngay sau phần thi ở Olympic. Manchester United sắp có tân binh thứ ba với mức phí 20 triệu bảng. MU muốn bán Wan-Bissaka để huấn luyện viên Ten Hag tái hợp người cũ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn, nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh YouTube Nhà Hai Lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.